Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến video tiếp theo trên kênh của DN90 TV. Thì hiện tại mình đang có mặt tại xưởng may của công ty may Sông Hồng tại xã Nghĩa Bình nhá. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người một video toàn cảnh về xưởng may của công ty may Sông Hồng tại xã Nghĩa Bình, xem thời gian gần đây đã đang trên hoàn thiện như thế nào. Đây mọi người có thể thấy là công nhân đang làm việc rất chi tích cực để bắt đầu đợt tới sẽ có công nhân bắt đầu vào làm việc. Thì mời mọi người hãy cùng mình ngắm vẻ đẹp cũng như xem quy mô của nhà máy công ty may Sông Hồng tại xã Nghĩa Bình sẽ quy mô như thế nào và đã hoàn thiện được đến đâu rồi. Thì đây cũng sẽ là một cơ hội làm việc của tất cả các bạn ở Nghĩa Hưng và cả bên Hải Hậu nữa, bởi vì xưởng may thì nằm ở khá sát chân cầu Thịnh Long đấy. Mọi người đến chân cầu Thịnh Long có thể thấy nhìn thấy ngay nhà máy, bởi vì nhà máy có quy mô rất chia to lớn và đang được xây dựng thì nhìn thấy được luôn. Thì mời mọi người hãy cùng mình ngắm qua Flycam nhé, để cập nhật xem rằng sau vài tháng thi công tích cực thì xưởng may đã hoàn thiện được như thế nào rồi, và sẽ là một thứ để mọi người để nghiên cứu về công việc có thể chuyển về gần nhà hơn nhé. Thì mọi người xem video nhớ cho mình xin một like, một subscribe, một đăng ký kênh để ủng hộ mình, và cũng theo dõi những cập nhật tin tức ở tại quê hương mình có thể đưa đến mọi người nhé. Giờ thì hãy cùng mình ngắm quy mô và vẻ đẹp của nhà máy công ty may Sông Hồng tại xã Nghĩa Bình nhé.
cơ bản mình đã giới thiệu với mọi người toàn cảnh về nơi đây. Nếu còn thiếu sót mong mọi người thông cảm. Có lẽ mình xin phép được dừng video tại đây. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.